Hi. Chào mừng cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn đã đến với màn nhỏ của Minh Thành Vlog. Đầu tiên Thành cũng xin được gọi là chào và cũng xin kính chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống thường ngày. Nếu là lần đầu tiên đến với kênh, hãy đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực cho Minh Thành Vlog. Và sau thời gian đăng tải nhiều video để tránh tình trạng chín người 10 ý và cũng như để không phiền tới thời gian của các bạn đẹp trai đẹp gái có nhiều kiến thức, các bạn có thể bỏ qua video. Không nói gì hơn, một lần nữa Thành xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Video hôm nay Thành xin chia sẻ cận cảnh bản độ Raider 2022 chính hãng từ Suzuki, sản xuất giới hạn chỉ 300 chiếc. Bản độ Raider 2022 dưới đây chắc chắn sẽ đem đến cho các bạn cảm giác thích thú và phấn khích tột độ, bởi vì nó là một bản độ chính hãng do Suzuki thực hiện. Ngoài việc được phủ đầy bởi những trang bị hiệu suất cao, bản độ Raider 2022 còn được bày bán thương mại với số lượng giới hạn chỉ 300 chiếc. Sau khi Raider 2022 được Suzuki ra mắt tại thị trường Malaysia, ngay lập tức họ đã tung ra một bản độ chính hãng và tuyên bố sẽ phân phối nó với số lượng chỉ 300 chiếc. Nếu người tiêu dùng ở quốc đảo Malaysia muốn sở hữu bản độ Raider 2022 này, họ cần phải đến với những đại lý Suzuki trong thời gian sớm nhất để đặt hàng. Bản độ Raider 2022 sản xuất giới hạn 300 chiếc được lấy cảm hứng từ phong cách của tay đua Atlanta Kamaru Zaman, một tay đua lừng lẫy và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tại Malaysia. Diện mạo của bản độ Raider 2022 được khoác lên mình tông màu đỏ tươi đầy sức hút, kèm theo những họa tiết đầu lâu nổi loạn yêu thích của Atlanta Kamaru Zaman và con số báo danh 25 gắn liền với sự nghiệp đua xe. Toàn bộ những trang bị trên bản độ Raider 2022 như bao tay, bảo vệ tay thắng, cùm thắng, kính chiếu hậu đều là sản phẩm đến từ thương hiệu Racing Boy, sở hữu độ thẩm mỹ và hiệu năng vượt trội hơn so với phụ tùng nguyên bản. Phương thức cắt côn bằng dây cáp trước đây giờ đã được chuyển sang dạng cắt côn bằng dầu thủy lực với cùm côn và ben côn của thương hiệu Racing, đem tới cảm giác bóp côn im dịu và thoải mái hơn đáng kể so với cùm côn zin nặng nề trước đây của bản độ Raider 2022. Hiệu suất thắng nhịp nhàng của dàn chân trước được tạo ra từ sự kết hợp giữa dây dầu Racing và heo Racing. Bộ mâm đang hiện diện ở dàn chân trước và sau cũng đến từ thương hiệu Racing, có trọng lượng nhẹ hơn rất nhiều nhưng lại sở hữu kết cấu tương tự mâm zin nên có thể lắp đặt dễ dàng lên bản độ Raider 2022. Toàn bộ lượng dầu ở hệ thống thắng sau sẽ đều nằm trong bình dầu CNC Racing. Mẫu bình dầu có thể quan sát được mật độ dầu một cách dễ dàng với thiết kế trong suốt, giúp cho người sử dụng dễ dàng kiểm soát được dầu thắng để kịp thời châm thêm khi dầu gần cạn. Giống như dàn chân trước, dàn chân sau của bản độ Raider 2022 cũng xuất hiện chuỗi heo dầu Racing, nhưng lần này lại là phiên bản một piston có lực thắng tương đối phù hợp với vị trí này, cho người lái cảm giác ra thắng chuẩn xác kèm theo độ chờ vừa phải. Dàn chân sau còn sở hữu cây phuộc Racing ti vàng xịn sò. Màu đen của toàn bộ cây phuộc bình dầu đã giúp dàn chân trông cứng cáp hơn đáng kể. Nó còn cho phép người sử dụng điều chỉnh 3 chức năng gồm có tốc độ hồi của phuộc, tốc độ nén xuống của phuộc, tải trọng của phuộc một cách dễ dàng hơn. Hiện Suzuki Malaysia đang phân phối bản độ Raider 2022 này với mức giá đề xuất tương đương khoảng 65,2 triệu đồng khi đổi sang tiền Việt, và cũng cần phải nhanh tay đặt trước do số lượng chỉ khoảng 300 chiếc.
vừa rồi là hình ảnh cùng thông tin về bản độ Raider 2022 chính hãng từ Suzuki với số lượng 300 chiếc cùng mức giá bán của màu xe này. Hy vọng video sẽ đem đến những thông tin tham khảo hữu ích cho cô dì chú bác cùng tất cả anh chị em và các bạn. Thấy video hữu ích nên hãy xin một like và đăng ký kênh để tiếp thêm niềm tin và động lực. Và sau cùng xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video sau. Và bye bye.